tiếng chuông sầu bao từ vọng vang. Lại có một người bỏ thế giới này, bát nước nên nghĩa chuyến đò nên quen. Thật buồn ngậm ngùi cho người ra đi, và thật xót xa cho người ở lại. Nhưng không trong niềm tin Kitô thì đây là ngày về, ngày cha đời, ngày tháng ròng rêu xuôi thẳng đã chấm dứt. Nở tang bồng tay trắng vỗ tay re, buổi tiễn chân người thân mến, xin chúc người về nhà cha trên trời. Người hãy quay về cùng cha yêu dấu, kính chúc người phàn nàn. Từng tiếng chuông sầu bao từ vọng, lại có một người bỏ thế giới này. Bát nước nên nghĩa chuyến đò nên quen. Thật buồn ngậm ngùi cho người ra đi, và thật xót xa cho người ở lại. Nhưng không trông niềm tin Kitô thì đây là ngày về, ngày cha đời, ngày tháng ròng rêu xuôi thẳng đã chấm dứt. Nở tang bồng tay trắng vỗ tay re, tiễn chân người thân mến, xin chúc người về nhà cha trên trời. Người hãy quay về cùng cha yêu dấu, kính chúc người phàn nàn. Xin chúc người ra đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa, được về với Ngài, hưởng phúc vinh trên cõi trời ngàn đời. Xin nhớ cầu nguyện cho những người còn ở lại trên cõi dương gian. Từng tiếng chuông sầu bao từ vọng vang, lại có một người bỏ thế giới này. Bát nước nên nghĩa chuyến đò nên quen. Thật buồn ngậm ngùi cho người ra đi, và thật xót xa cho người ở lại. Nhưng không trông niềm tin Kitô thì đây là ngày về, ngày cha đời, ngày tháng ròng rêu xuôi thẳng đã chấm dứt. Nở tang bồng tay trắng vỗ tay re, tiễn chân người thân mến, xin chúc người về nhà cha trên trời. Người
người hãy quay về cùng cha yêu dấu. Kính chúc người phàn nàn tin buồn được văn báo trong khu xóm tới giáo sứ để xin cộng đoàn thân thiết nhất lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô vừa từ đã thế gian sớm được về hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Đây là việc lành bánh nó có lâu đời trong hội thánh được thánh truyền nói lên kính nhớ các thánh cùng nhau trong giáo hội công giáo. Chúng ta ngồi lạy Chúa, chúng con xin phó thác con cái Chúa là Phêrô Nguyễn Văn Phần cho Chúa để kẻ vâng lời được sống với Chúa và xin Chúa lấy lòng từ chư ba chữ tội lỗi mà ông Du Xe Nguyễn Văn Phần đã ra và mình sự mong toàn của cuộc sống toàn. Theo cổ truyền xưa, việc phong tục ở một vài địa phương người ta không cẩm niệm thi hài sau khi đã qua đời và hoặc có làm thì cũng đòi hỏi nhiều nghi thức đầm đà và ngày nay không còn hợp thời nữa. Chúng ta là những người Kỳ Tô phải lành mạnh hóa xã hội và giúp cho mọi người nhận ra giá trị đích thực của vấn đề theo điểm của chúng ta, cho nên tốt hơn sau khi bệnh nhân đã qua đời cùng với thân nhân của người quá cố người cứu trợ sẽ lo được cho nghi thức đồng nhận được tiến hành tốt nhất một phần nào xứng đáng. Sau đó sẽ đem thi hài đặt gian đặt nơi cứu nhà và tiếp tục vào phần thi của Chúa. Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không có như vậy thì Thầy đã cho chúng con biết rồi. Bây giờ Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Khi Thầy đi vào rồi và sửa soạn chỗ cho các con xong thì Thầy sẽ trở lại đón các con để Thầy. Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi. Qua lời Chúa. Lạy Chúa, tôi ở nhà và sống theo lên Chúa, lên Chúa, sống theo Thầy. Nghe tiếng con cầu xuyến, nếu cho tâm tôi nào, con cây bị lời hứa ơi. Thì đã trông cậy Chúa, những kẻ lầm dân lương Chúa, trời đêm ngày nay trông cậy người cho hiền. Tất nhân lành thấy thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Nghe lòng người thay Thầy, Thầy Chúa xin ban cho các nhân.
xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tổ mộng mà được thi ân amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng con hãy xin thì con sẽ được, vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng đã đem xác linh hồn cho liền thổ. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang, chỉ bảo xin cho các linh hồn được sự sáng vô cùng. Toàn thân mến Đức Giêsu, chúng ta đã phán rằng cầu cho linh hồn ông Cruz, ông Pedro, Nguyễn Văn Phần cha ta theo những ý chỉ sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin nói thương ban cho ông Phêrô phần chúng con được sống ngon đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa nước thiên đàng cho kẻ trộm lành có lòng hối cải, xin nói thương đưa thêm hồn Phêrô ông Nguyễn Văn Phần chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho ông Pedro chúng con giờ thánh tín tăng nước vừa rồi, xin nói dương cho Giuse phần nhập vào sổ sách thánh và những người Chúa còn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng ông Pedro chúng con trong bàn tiệc bình máu, Chúa xin nói dương nhận ông Giuse vào ông Pedro vào bàn tiệc trong nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nói thương ban cho chúng con đang thương nhớ ông Phêrô bàn được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống muôn đời. Xin Chúa cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha lỡ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi chúng con, xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, cứu chúng con cho khỏi sự dữ dằn. Xin cho linh hồn Pedro này được thoát khỏi trần tục tội lỗi và hưởng hạnh phúc an nghỉ trong ánh sáng của đời và được sống lại trong vinh quang của ẩn trong thánh thần của thần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Nay người nằm xuống vành khăn tang con mang trong tim, vành khăn tang như ghi sâu bao kỷ niệm thơ ấu. Ta từ xót thương người, xin xót thương con. Xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Thân phần bụi đất dù cho bao xuân trên dương gian, rồi hôm nay đơn côi ra đi trở về bụi đất. Như ánh dương nồng mất ngủ trong đêm trường, nhắc cho người kiếp sống mong.
Trong lúc bây giờ tưởng nhớ con ngồi
không phải là người hỏi về. Tôi mua rồi mà, tôi mua rồi cô. Do ông Nguyễn Phúc Luật làm trưởng đoàn vào kính viếng. Thank you.
Tăng chủ, niềm tin của Nguyễn Văn 250 về với Chúa, được thay mặt với gia đình ông Xến, ông Khánh, và Quảng và Ngấm, đến con nén hương chia buồn gia đình đến kiện đến nơi anh thay cùng, xin cùng con nén bắt đầu. Thôi. Là biểu viên của các gia đình đã xong, gia đình xin chân thành cảm ơn, tin lời các gia đình trở lại bàn trà tôn trọng từ lúc chia buồn cùng các gầy heo, tình con hững hờ,
ban gì cuối cùng cầu nguyện cho cô tất cả quê ông và các cháu bình an dưới trần đời. Từng đoàn xuất nhập vào ông tuyến ngang hầm cổ. Thank you.
Và gia đình và gia đình chúc cho chúng tôi.
sáng soi lối con đi đến nơi hạnh phúc.
Cha yêu quý thanh cao trong lòng con là mãi mãi, là vô cùng, là cho đi không đòi lại bao giờ. Cha là duy nhất, một trái tim cho con nhịp thở. Cha là ánh sáng, một bầu trời bao la rộng mở. Cha là sóng biển, cha ước mơ thương yêu dạt dào. Cha là cánh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con xin chân thành cảm ơn và xin thank you.
siêu người trung toàn thế đặc biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng con trong bài thơ ca là Chúa bầu chúng con, xin cho chúng con biết lòng thương mẹ yêu dấu con mong này con ăn mày đầu tổ người ta tôi có tổn thương đến kinh miếu mình rồi là tôi buồn gia đình. Thank you.
lần mới sinh trong hòa bình chúng con, chúng con nhiều lần con rồi là xưa con đi qua mình thành xưa. Chúng con làm những lần đi cho chúng sinh đó lời và cho sang và nhân lên chân đầy mãi thu cần. Thank you.
tiếp đoàn Phật tử Bồ Tát đi. Tổ dẫn đến rồi mặt tay cả thắng với cầu một lần kết thúc cầu.
đi xa. Để được sống với